Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của OAK. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái hộp này. Terra 7 15 V2 đến từ nhà Great Cap. Ngày xưa thì con Terra 7 5 là ra đời thì được anh em đánh giá khá là cao và khá là được ưa chuộng, cho nên là nhà sản xuất này thì đã cho ra bản V2. Bản V1 thì chỉ có mạch hàn thôi, bản V2 thì chúng ta đã có mạch hot swap. Và đối với con kíp bản V2 này thì chúng ta sẽ có hai cái túi đựng. Một cái là sẽ đựng kíp, một cái sẽ đựng PCB, plate rồi các cái phụ kiện. Thì bây giờ mình sẽ xem từng cái hộp một nó sẽ chứa những cái gì. Ok, đây là một cái hộp nhỏ hơn. Hộp nhỏ hơn thì chúng ta sẽ có cái này thì lát nữa các bạn sẽ biết tác dụng nó là gì. À đây. Thông tin của nhà sản xuất. Red Cap trong này thì sẽ có hướng dẫn lắp đặt các cái thành phần rồi lắp đặt. Nhìn qua một chút nhá thì các bạn có thể thấy là đây nó họ sẽ hướng dẫn là mặt dưới này lắp tạ như thế nào này. Cái thành phần các bạn vừa nhìn đây thì nó sẽ đặt vào bên dưới bottom case thay cho cục pin. Cái con Terra 75V2 này thì sẽ có hai phiên bản PCB là phiên bản hot swap 11 và phiên bản hot swap 21 kết nối Bluetooth. Trong này thì là sách hướng dẫn cách mà chúng ta xem rồi các thứ, có cả núm xoay, nhưng mà cái núm xoay này thì sẽ phải hàn. Đây là cái PCB hot swap đây, Terra 75V2 hot swap. Đây là plate PC. PCB mount thì chúng ta sẽ lắp strap dạng PCB mount stabilizer plate. Cái này sẽ không hỗ trợ strap dạng plate mount, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy đây, cái cạnh nó phẳng và nó không có cái ngàm ở đây để giữ cái strap kiểu plate mount. Ở đây thì có khá là nhiều các cái loại foam khác nhau. Xem nào. Đây là cái foam mà bên dưới đáy case mà đã cắt theo hình các cái socket bên dưới này. Một cái tấm foam lót bên dưới này, một cái tấm foam mỏng hơn này. Đây là foam PCB này. Foam PCB có vẻ như có hai mảnh này, PE foam này, khá là nhiều. Cái này thì là sẽ đặt ở trên để tránh hỏng hóc khi mà vận chuyển. Nói chung là khá là nhiều foam và tùy các bạn sử dụng trong những mục đích khác nhau. Ở đây thì sẽ có phụ kiện như là ốc vít rồi miếng dán rồi daughter board rồi dây cáp các thứ. Ốc vít rồi các cái đệm gasket đây, đây là các cái đệm gasket. Còn bàn phím này thì gasket nó ở trên bằng mạch PCB chứ không phải là ở trên plate. Cái miếng gasket. Bây giờ mình sẽ tháo cái PCB ra để các bạn xem. Đây như các bạn có thể thấy đây, đây là cái bảng mạch PCB và các bạn có thể thấy là ở cái PCB nó sẽ có tạm gọi là một cái chân nó nhô ra và sẽ có hai cái đầu hai bên này. Thì hai cái đầu hai bên này thì chúng ta sẽ gắn cái miếng đệm gasket mà ban nãy mình có giới thiệu ở trong cái bọc này. Thì con này nó sẽ hơi khác cấu trúc con bàn phím khác một chút. Thông thường thì đối với các con bàn phím khác thì cái cạnh để chúng ta gắn cái miếng đệm gasket thì thường nó sẽ nằm ở trên cái plate. Nhưng con này thì lại nằm ở trên cái PCB. Đây, cạnh trên cũng có cạnh dưới. Nó sẽ có đệm gasket ở 1, 2, 3 cái ở trên, 3 cái ở dưới. Ở hai bên cạnh, hông hai bên thì sẽ không có cái miếng đệm gasket. Hot swap con này mạch xuôi và không có đèn LED nền. Logo của studio đây, Great Cap đây. Trên này thì cũng có ghi là 75V2, Terra 75V2 hot swap. Để xem nào, con này không hỗ trợ step cap lock, nó chỉ hỗ trợ cap lock phía trung tâm thôi. Ở phía trên này, ở phía trên phía góc ở trên cái con bàn phím ấy thì có hỗ trợ núm và không hỗ trợ hot swap. Thì cái
cái núm này thì các bạn dùng thì các bạn sẽ phải hàn vào đây, chứ không có cái socket hot swap bên dưới như này để các bạn cắm switch. Đối với con Star 75 thì cái núm ở phía trên cùng này thì nó sẽ có hai chức năng, hoặc là các bạn có thể cắm switch hot swap được, hoặc là các bạn có thể lắp cái núm xoay. Nhưng đối với con này thì chỉ duy nhất là núm xoay và phải hàn, không có hot swap cho switch ở bên dưới. Mạch con này thì khá là đẹp. Bề mặt cái bảng mạch PCB của con này thì mình thấy nó cũng hơi khác con bàn phím khác một chút, cảm giác nó hơi nhám nhám. Các bạn có thể thấy là nó hơi nhám nhám kiểu nhung nhung ấy, chứ nó không kiểu trơn, hoặc là nó không kiểu trơn nhẵn giống như các con bàn phím khác. Mình thấy nó hơi kiểu nhung nhung mịn mịn. Ok, bây giờ mình sẽ mở chiếc túi số 2 để chúng ta xem có những cái gì bên trong. Và cái túi số 2 này thì nó sẽ cao hơn cái túi số 1 một chút. Cả hai cái túi thì cái size nó sẽ giống nhau, nhưng mà chiều cao thì nó sẽ khác nhau. Túi này thì cũng có một cái miếng đệm khá là dày, chúng ta đặt lên trên để bảo vệ bàn phím trong quá trình vận chuyển. Chiếc bàn phím này thì có một vài màu. Cái màu này thì nhà sản xuất gọi là màu off-white, là màu trắng sữa. Ở bên dưới bottom case thì các bạn có thể thấy là cũng có khắc chữ là Terra 75V2. Đây là cái khu vực để mà chứa pin khi mà các bạn sử dụng cái PCB có 2 mode. Còn nếu mà không các bạn sử dụng một mode thì các bạn sẽ sử dụng cái foam này để lắp vào đây để cho nó làm đầy cái phần bottom case ở bên dưới. Daughterboard thì con này sử dụng một cái dây cáp khá là, mình thấy là mỏng manh. Cái dây cáp này thì thấy khá là mỏng manh, và cái cấu trúc để lắp vào cái này thì nó hơi dị đi. Các bạn có thể thấy đây là cái phần để cắm cái dây cáp từ daughterboard vào cái bảng mạch. Thì ở đây nó sẽ gạt lên, cắm cái này vào đây, xong rồi gạt cái này xuống. Và cái dây này thì mình thấy là nó cảm giác nó hơi bị yếu đuối, hơi mỏng manh quá, không cẩn thận là rách. Cái này mạnh tay có khi là đứt hoặc là rách ngay, nó rất là mỏng. Và mình thích cái dây kết nối kiểu sợi dây bình thường hơn là cái dây mỏng mỏng mảnh mảnh như này. Dùng nó khá là không an tâm lắm, bởi vì trong quá trình lắp mà không để ý thì có thể đứt hoặc là bị rách luôn cái dây này. Cái này thì mình thấy là có vẻ cũng không biết là mua kiểu gì. Còn cái dây thông thường trên các bàn phím mà sử dụng daughterboard khác thì mình thấy là tìm mua trên Shopee hoặc là các cái cửa hàng điện tử thì nó có vẻ như là dễ tìm hơn. Chính vì vậy mà mình thấy là con này mình thấy là có trang bị hai cái dây này, chắc là một dây để backup, một dây sơ cua, nếu mà rách thì có một cái khác để mà sử dụng kèm. Các bạn xem qua một chút về thiết kế con này, về cái tạ bên dưới. Thiết kế của cái bản V2 này thì nó sẽ khác V1 một vài điểm về mặt thiết kế. Về cơ bản thì layout nó sẽ vẫn là 75%, nhưng mà cái mặt bên dưới thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Đối với bản V1 thì chúng ta cũng có cái logo của nhà sản xuất ở trên này, nhưng mà nó sẽ là một cái tạ chạy ngang như thế này. Đối với cái bản V2 thì sẽ là một cái tạ ở chính giữa và nó khá to và nổi bật. Mình thì mình thích thiết kế của bản V2 này hơn, bởi vì các bạn có thể thấy là khi mà nhìn vào cái tạ này, cái hình khối tạ nó nổi lên, cảm giác như là cái hình khối nó 3D ấy. Cảm giác cái biểu tượng cái tạ này ấy, cái hình thù cái này nó sẽ nổi bật và nó hiện lên kiểu 3D rất là nhiều. Thay vì là một cái tạ ở một cái mặt phẳng thì các bạn có thể nhìn nghiêng góc cạnh ấy, thì cảm giác như là, tạm gọi đây là cái tòa nhà của cái tùm nhé, thì tạm gọi là cái tòa nhà này thì các bạn nhìn góc cạnh thì cảm giác nó nổi hình khối 3D hơn. Mình thì mình thích cái tạ này hơn. Đặt trên cái nền màu trắng này thì các bạn có thể thấy đây, khi mà nhìn từ trên xuống dưới thì các bạn có thể thấy là hình khối đây, và nó khá là nổi bật. Cái màu off-white này thì khá là đẹp. Màu chất lượng gia công thì mình thấy là Anode cũng khá là tốt và mịn.
cọc tai xì thì đặt ở giữa. Thiết kế con này thì với cá nhân mình thì mình thấy là nếu mà thay đổi một chút thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Ví dụ như là các bạn có thể thấy ở đây là có một cụm mũi tên tách biệt nha thì sẽ rất dễ là sử dụng này. Nhưng có một cái cụm chức năng bên này và nó cách biệt với cái phần bên phải, thì cái tạm gọi là cái viên này đi thì nó sẽ hơi dày một chút. Nếu mà nhà thiết kế, nhà sản xuất họ đẩy cái cụm chức năng này sát vào một chút để cái viên này mỏng mảnh hơn một chút này, cái viên này mảnh nó bằng bằng độ dày của các cái viên ở đây trên hàng phim ép ấy, thì mình thấy thiết kế thì nó sẽ hài hòa và cân đối hơn thay vì là một cái viên khá là dày. Để xem nào, cái viên này thì nó lại dày hơn cái viên bên ngoài cùng một chút, cho nên là nó sẽ hơi mất cân đối đối với gu thẩm mỹ của mình là vậy. Ví dụ như là cái viên này nó bằng cái viên này, hoặc là cái viên này nó bằng những cái viên ở trên hàng ép, thì mình nghĩ là thiết kế nó sẽ cân đối hơn. Đây là gu thiết kế cá nhân của mình thôi. Nếu mà mình thiết kế thì mình sẽ thiết kế kiểu như vậy để cho nó cảm giác cân đối, hoặc là cái đường này này nó làm cho nó mạch như thế này thì cảm giác nó sẽ liền mạch cái con bàn phím hơn. Nhất thiết kế này thì hình như là cái layout này nó áp nguyên từ bản V1 sang bản V2. Bản V1 cũng kiểu như thế này. Mình đoán lý do vì sao nhà sản xuất lại để như thế này, bởi vì là đối với cái bản V2 này thì cái núm xoay đây có cái hình cánh buồm, cái hình cái bánh lái của cái tàu thủy, cái thuyền ấy, kiểu như thế này này. Thì khi mà các bạn lắp cái này thì nó chiếm diện tích xung quanh khá là nhiều, cho nên là nó sẽ phải tách ra một đoạn nhảy. Và cái bản V1 thì cái biểu tượng, ta gọi là cái biểu tượng nhé, ở góc thì nó là hình tròn. Còn nếu mà khi mà đẩy cái cụm phím chức năng dịch vào bên trong ấy thì cái không gian này nó khá là nhỏ, và để cái nút cái biểu tượng ở trên này thì nó cũng nhỏ theo. Cho nên là đấy, mình nghĩ đấy là lý do và vì sao mà nhà sản xuất, nhà thiết kế họ đẩy cái cụm phím chức năng dịch sang bên phải một chút để họ có không gian làm một cái logo ở đây. Cái logo này thì cũng có khá là nhiều tùy chọn nhé, ví dụ đây là cờ Hy Lạp, ngoài ra còn có khá là nhiều cái logo khác. Về cơ bản thì con kit Terra 75 V2 này thì có khá là nhiều phụ kiện đi theo. Trong video sau thì mình sẽ lắp ráp đầy đủ con này và sẽ thực hiện sao test và đánh giá cảm giác gõ trên con này. Về cơ bản thì những thứ mà mình nhận được mình thấy là khá là đầy đủ. Màu sắc thì màu này thì sẽ khá là dễ chơi keycap. Chung màu trắng, màu đen là dễ chơi keycap. Còn những màu khác thì nó sẽ kén việc chọn keycap để lắp lên hơn. Ok, video giới thiệu về chiếc Terra 75 V2 này xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là Gấu AK. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.